Hello anh em, trong video này chúng ta lại quay trở lại với một cái video mở hộp Và cái sản phẩm mà mình đang trên tay ở đây Nó là một chiếc Oppo F11 mà cách đây tầm khoảng 2 tháng gì đó Mình cũng đã mở hộp trên kênh Mạnh Review rồi Nhưng mà không phải tự dưng mà mình lại mua lại từ shop này Đây, T-Mobile, giá tốt nhất Mà có một bạn, bạn ấy có inbox qua Zalo cho mình Mặc dù thì mình có nói rằng là em hãy cứ test như bình thường Thế nhưng mà bạn ấy vẫn không nhận là bạn ấy test bạn này nói rằng em muốn mua Oppo F11 bên shop. Bữa anh mua á? Bạn ấy hỏi thì mình có nói rằng là mua thì cũng ngon thôi bởi vì là nó sở hữu con chip đó là Helio P70. Cùng với đó thì viên pin rất là trâu. Và ở đây thì mình cũng đã chia sẻ với bạn này, mỗi cái thằng màn lô thôi. Nhưng mà em sợ hết ngày được đổi hàng rồi nó mới lỗi á, không đổi được, lỡ gặp hàng dựng thì mình cũng có nói là 15 ngày nữa nửa tháng thì yên tâm. Hay anh mua rồi test giúp em, em gửi anh thêm 100k. Ừ, rồi. Test hộ có công. Nên là thôi, nhận. Rồi bạn nói rằng là em cọc 500k trước được không anh? Thì sau cuối cùng là bạn ấy có gửi cho mình 500k. Đấy. vậy là ok. Mình đã mua cách đây tầm khoảng được 3-4 ngày rồi. Shop hôm nay đã gửi hàng về. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử test lại xem là chiếc máy này màn hình nó còn là bị lô hay không? Hay là nó như thế nào? Bị lỗi ra làm sao? Nữa hay là không nhé? Và file quay mà mình đang quay ở đây ấy, thì nó đến từ một cái chiếc máy đó là LG vẹt mà hôm trước mình có mở hộp trên kênh. Đó. Anh em thử xem xem là chất lượng của nó như thế nào nhé. Nhưng mà mình đánh giá rằng là mình có quay ở chất lượng Full HD 60 khung hình trên dây. Thế nhưng mà nó sẽ không bằng LG G8 được. Độ chi tiết có thể là mình nhìn qua đây là mình cũng đã thấy cái độ nhiễu hạt của nó rồi. Và ở đây thì anh em có thể nhìn thấy này. Ồ, oh. chúng ta vẫn có thẻ bảo hành rồi một cái thư cảm ơn vẫn có một cái chiếc ốp kèm theo và như lần trước thì mình cũng nhận được một cái chiếc máy màu xanh tím như thế này mà đằng trước vẫn có một cái tấm kính cường lực và thường ấy thì anh em tin tưởng những người reviewer như mình hơn đúng không nào khi mà mua và đặt thông qua mình ấy, thì mình sẽ test rất là kỹ nếu mà có bất cứ một cái vấn đề gì về máy ấy, mình sẽ sớm phát hiện ra sau đó thì mình sẽ tiến hành là trả hàng thông qua shop được nó đơn giản dễ dàng còn nhiều anh em thì cảm thấy cái điều này là khá phiền phức nhé đó, nên là uh, nhờ mình giúp, có lẽ cũng là một trong những cái uh, điều khá là thông minh của anh em. Rồi ở đây thì mình đã hạ độ sáng ở trên chiếc máy. Chúng ta sẽ thử test về màn của nó trước đã nhé. Cảm ứng thì vẫn khá là đều, mượt, không làm sao cả. Về camera này. Đây, cam của nó thì cho ra một cái độ chi tiết ngon hơn là so với lại Oppo Reno 4Z nhé, cam 2X này. Video. Mình sẽ thử quay một đoạn test thử xem âm thanh cho ra như thế nào. Sẽ thử quay một đoạn Tết thử xem âm thanh cho ra như thế nào Rồi ok la Cam selfie này Đó Và anh em có thể nhìn thấy chiếc máy mà mình đang quay ở đây Là chiếc LG vèo vẹt nhé Cam trước vẫn ngon lành Trong phần thiết lập cài đặt này Giới thiệu về điện thoại Oppo F11 Phiên bản ColorOS V6.0.1 Trên nền tảng Android 10 RAM ở đây vẫn báo à là 8 ROM là 256 Rồi công cụ tiện ích này. Trước tiên là mình sẽ mở cái nút điều hướng. Tiếp theo là cử chỉ tắt màn hình, chạm hai lần để bật màn hình. Sau đó thì mình sẽ test thử luôn nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy là đối với màn hình của chiếc máy này nó cũng giống như là lần trước thôi. Dù mở chạm hai lần để bật sáng màn hình thế nhưng mà nó cũng sẽ không được nhé. Few later. Và mình đã quay trở lại rồi đây. Anh em có thể nhìn thấy rằng là trên màn hình mình đã tải thêm được 3 phần mềm. Đó là multi tester để đo cảm ứng đa điểm của nó cũng như là Antutu Benchmark và Antutu 3D thôi. Đối với phần Multitask Tester này ấy, thì nó hơn so với lại lần trước mà mình đã test ở trên chiếc Oppo F11 anh em có thể xem lại nhé. Thì nó chỉ được 5 điểm thôi nhưng mà lần này thì được 10 điểm. Đấy, 10 điểm này. Nhưng mà đến điểm thứ 5 là bắt đầu thấy nháy nháy. Đó. Đó anh em có thể nhìn thấy. Và nó cũng vẫn sẽ loạn giống như là lần trước thôi. Đúng không nào? Đó, mình chỉ thêm tầm khoảng 2 3 ngón nữa là nó đã xảy ra hiện tượng bị loạn. Tóm gọn lại thì nó vẫn là màn lô. Thế nhưng mà trong cái tầm giá này với cái chất lượng màn lô, uh, Oppo F11 thì vẫn khá là ok nên là mình vẫn khuyến khích anh em mua cái chiếc máy này vì cái vẻ ngoại hình của nó, viên pin của nó cũng như là về tất cả những cái trải nghiệm về camera, về loa, về hiệu năng với cái con chip đó là Helio P70. Và đối với thông số trong phần cài đặt ấy, thì chúng ta không tin được nên là cần phải kiểm tra lại trên một cái phần mềm AnTuTu như thế này điểm số thì mình cũng có xem lại ở trên cái video trước về chiếc Oppo M11 kia thì nó cho ra đó là 234 hay là 239 ấy nhưng mà đối với chiếc máy này thì test ra nó chỉ là 214.977 thôi nhưng mà điểm số thì nó không cố định anh em ạ à. vì thế mà chúng ta không có lo lắng về cái vấn đề này và trong cái phần thiết bị của tôi chúng ta lại nhìn về những cái phần thông tin chi tiết của máy ấy. nhìn thấy ngay RAM vẫn là 4GB và ROM là 128GB nhé nó chỉ sai trong cái phần thông số cài đặt thôi Không có gì khác là so với lại chiếc máy lần trước mình mua Nói chung là anh em muốn xem cái thông số chuẩn ấy, Thì cứ nên là tải cái phần mềm Antutu Benchmark về Ok nào Bây giờ mình sẽ thử lắp sim vào xem Với cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ có dạng sim line nhé Đó là một sim một thẻ hoặc là hai sim Phần loa thoại nghe khá là to, trầm ấm và không hề bị rè. Cảm biến tiệm cận của nó thì vẫn hoạt động bình thường nhé. Không sao cả. Còn đối với bảo mật của nó thì sao? Ở đây thì mình cũng đã thiết lập đó là dấu vân tay cũng như là khuôn mặt rồi. Đăng ký cả hai. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử này. Đó, nhận diện gương mặt. Nhận rất là nhanh. Mình chỉ cần bấm phút nút nguồn nó sáng màn này. Đó, nhận luôn. Cực kỳ nhanh nhé. Còn về cảm biến vân tay thì sao? Đây. Cũng rất nhanh đó chạm nhẹ cái là lên luôn chạm nhẹ đó rất nhạy nhé rồi vậy là mọi chức năng ở trên chiếc máy này thì nó đều hoạt động rất là bình thường thôi không vấn đề gì cả mỗi cái rằng là màn hình thì vẫn là màn hình lô mọi thông tin chi tiết giống như là cái lần trước mà mình đã test ở trên chiếc Oppo F11 và giá đối với chiếc Oppo F11 này bản RAM 4 128GB ROM là loanh quanh tầm ngưỡng 1 triệu 1 1 triệu 2 1. Và đánh giá tổng thể chung ấy, thì chúng ta có được một cái chất lượng camera cả trước lẫn sau đều khá ok. Viên pin là 4020 mAh cho một cái mức độ mà sử dụng khá là trâu. Ngoại hình thì rất mới và rất đẹp. Hiệu năng với cái con chip Helio P70 thì có thể là chơi cái tựa game liên quân, bật max setting cấu hình. Và chơi như thế nào ấy, thì anh em có thể tham khảo qua cái video mà mình đã test game ở trên chiếc Oppo F11 cách đây 2 tháng. Còn đối với một video test như này ấy, thì mình sẽ sâu lên để cho anh em có thể tham khảo. Tiện đây thì mình cũng sâu cái bài test này để cho người anh em kia biết được và thấy rằng là máy ok. Còn đối với anh em nào mà muốn mua hộ ấy, thì có thể là inbox qua cho mình nhé.